Xin chào tất cả mọi người. Thì theo yêu cầu của mọi người thì hôm nay Minh Hải sẽ đến xem sân vận động quốc gia Mỹ Đình, xem là sự chuẩn bị cho trận đấu với Myanmar nó diễn ra như thế nào, mặt cỏ ra làm sao. Khán đài bị mọi người nói là rất là bẩn thỉu thì chúng ta sẽ thực mục sở thị xem nó như thế nào. Bây giờ thì Minh Hải xin mời tất cả chúng ta hãy cùng đến với sân vận động quốc gia Mỹ Đình để xem sân ở đây đang như thế nào, trong tình trạng như thế nào. Đặc biệt là mặt cỏ của nó có như là một cái mặt sân mà mọi người hay gọi là hay ví von một cách rất là đau đớn. Nó giống như một bãi chăn thả dành cho trâu bò. Bây giờ thì Minh Hải mời các bạn chúng ta hãy cùng vào. Đây. Đó. Ở ngoài này nhìn trông rất là sạch sẽ các bạn ạ. Nhưng mà lát nữa chúng ta phải vào chúng ta mới xem được. Xem là mặt sân nó thế nào. Đấy. Thực sự mà nói là rất là đẹp. Không biết nói gì hơn nữa, mình chỉ biết là ở đây mọi người cũng đã rất là cố gắng. Mình biết là họ rất là cố gắng đấy, chúng ta ghi nhận sự cố gắng. Nhưng như thế là chưa đủ. Và mình nói luôn là cái mặt sân của Mỹ Đình nó xấu, nó bẩn. Có lẽ là do nhiều nguyên nhân chứ không. Nhiều người cứ chửi ban lãnh đạo bây giờ thì mình thấy cũng hơi oan cho họ đấy. Hôm trước thì mình đã có hứa với các bạn đưa các bạn vào phòng thay đồ của đội tuyển Việt Nam. Nhưng mà chưa đưa được, hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn vào nhé. Mấy ngày hôm trước thì các bạn có nói là mình đi thăm cái phòng thay đồ của đội tuyển. Đây chính là phòng thay đồ của đội tuyển này các bạn. Cực kỳ xịn sò luôn. Mới tinh. Đó. Và đây là phòng thay đồ đẹp nhất ở các trận đấu có đội tuyển Việt Nam mà Minh Hải đã tham dự kể từ đầu AFF Cup đến bây giờ. Đây, chúng ta nhìn thấy rất là đẹp đấy chứ. Chúng ta phải ghi nhận chứ. Những cái này nó đẹp thật sự luôn. Đó. Tuyệt vời đúng không các bạn? Cực kỳ xịn sò. Còn bên này là phòng gì đây? Bên này là một cái phòng trống. Có thể là để các bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ của chúng ta. Mình phải nói luôn là nó quá đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Nhìn là lại thấy sướng rồi. Đấy, những cái chiếc áo sẽ được mắc vào đây. Cực kỳ tuyệt vời. Đúng không, mọi người? Đẹp từng các góc độ luôn. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta đẹp đấy chứ. Những cái gì mà người ta giải quyết được, người ta cải thiện được là người ta làm ngay. Đấy. Còn mặt sân thì chắc chắn là gặp nhiều khó khăn. Mình biết là như vậy. Và chúng ta đang nhìn thấy ở đây, sân vận động quốc gia trở thành một chỗ chơi cho các bạn trẻ con đây. Mình không biết là các bạn trẻ con này từ đâu ra. Thực sự là rất là đáng buồn các bạn ạ. Đấy. Không biết là công tác quản lý thì như thế nào, nhưng mà ở đây có rất nhiều các bạn trẻ con đang chơi. Mình cũng không hiểu họ đến từ đâu. Đây có lẽ là một hình ảnh rất là tệ. Họ vui đùa như thể không có việc gì xảy ra. Không biết đây là ai, con cái nhà ai thật sự vào sân vận động quốc gia chơi như thế này đây. Còn về mặt sân thì đây các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đó, đây là hình ảnh mới nhất chuẩn bị cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar. Các bạn có nhìn thấy mặt sân ở đây. Để các bạn tự đưa ra lời bình luận. Mình thì không dám nói bất cứ một điều gì cả. Đó. Vì những hình ảnh này tự nó sẽ nói lên những cái thông điệp cho các bạn. Đây, mình sẽ để các bạn nhìn một cách nó mượt mà hơn. Đó. Mình sẽ lia từ từ để các bạn từ từ nhận ra, từ từ phân tích xem mặt cỏ như thế nào, chất lượng của nó ra sao. Đó, và mình hôm nay mình đã lên cao một tí để các bạn nhìn thấy một cách toàn diện nhất. Thật sự là không thể để thế này được các bạn ạ. Mặt sân cỏ nó là bộ mặt của một nền bóng đá. Nó là hình ảnh đại diện cho chúng ta. Và nó cũng là hiện thân cho sự đầu tư về cơ sở hạ tầng. Nhưng mà như thế này thì cực kỳ không ổn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy các bạn trẻ con cũng có thể vào đây chơi. Không biết là con cái nhà ai. Đấy, thậm chí là họ có thể đẩy những quả bóng vào đây để họ đá đây. Chúng ta xem nào nhá. Đấy. Các bạn thấy không? Họ mang cả bóng vào đây đá.
Đây, các bạn nhìn thấy các bạn nhỏ. Ai cũng mong muốn được vào sân quốc gia để đá. Đó là niềm mơ ước của tất cả. Nhưng có lẽ là chúng ta cũng không nghĩ rằng lại có những người được đá ở trên sân vận động quốc gia như thế này đây. Thật sự là quá buồn. Hai mình hôm nay theo yêu cầu các bạn thì mình sẽ đến để xem là cái mặt sân của Mỹ Đình chuẩn bị cho trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia nó khác gì cái trận đấu tới đây chúng ta sẽ đá với Myanmar. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là cỏ nó xấu hơn. Mình cảm nhận là cỏ nó xấu hơn so với thời gian mà chúng ta chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia. Và từ trận đấu với Malaysia với trận đấu với Myanmar thì nó cách nhau từ ngày 27 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy một cách rất là rõ ràng. Đấy, mình đến phi đến rất gần, rất là cận để các bạn có thể được chứng kiến tận mắt. Không có gì để nói nữa. Sau khi báo chí, truyền thông, người hâm mộ đã thể hiện sự bức xúc của mình thì mặt sân Mỹ Đình vẫn như thế này đây. Thế này mà sóng truyền hình sẽ truyền đi khắp nơi ở Đông Nam Á, chưa kể là còn cả ở Hàn Quốc nữa. Mình phải nói luôn là các bạn đứng từ xa, các bạn nhìn thấy thì nó rất là đẹp. Nhưng mà đến cận cảnh từng hạng mục thì chúng ta thấy nó sẽ rất là xấu. Đấy. Mặt cỏ thì càng ngày nó sẽ càng xấu hơn, mình đảm bảo với các bạn là như vậy. Một điều rất là buồn, rất rất buồn luôn các bạn ạ. Ekip của Vlog Minh Hải đã quay được những hình ảnh như thế này đây các bạn. Không biết là chúng ta cần nói điều gì nữa đây. Rất mong các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để trả lại một cái mặt cỏ thật đẹp cho các cầu thủ trình diễn. Để cho các khán đài được sạch sẽ, để cho các khán giả đến sân họ được tận hưởng tất cả những cái hay, cái đẹp, cái văn minh, cái sạch sẽ nhất mà bóng đá mang lại. Đấy, và ở đây thì mình cũng nói luôn là người ta đã bắn cái vít rất là chắc ở đây rồi. Cho nên là các bạn yên tâm là không có gió nào có thể bay được đâu. Đấy. Và như mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn. Đấy. Vì là đây là sân cỏ tự nhiên cho nên là bọn mình không dám vào các bạn ạ. Không dám vào sân. Sân cỏ nhân tạo thì dám nhưng mà sân cỏ tự nhiên thì không. Cho nên là mình chỉ quay như này để các bạn nhìn thấy cái mặt cỏ thôi. Chứ không thể vào tận nơi được. Đó. Đây, bây giờ mình sẽ đưa các bạn nhìn thật kỹ sân Mỹ Đình. Đây, mình xin được zoom rộng ra để các bạn biết đây nó là sân Mỹ Đình. Kẻo các bạn lại nghĩ là Minh Hải là đang đi quay ở chỗ nào đấy. Đây, các bạn nhìn thấy cái mặt cỏ ở đó đây. Còn đây, qua cái vạch vôi này là mặt cỏ thi đấu đây. Chúng ta có thể zoom cận ở đây để chúng ta thấy này. Đấy, nó có rất nhiều thứ này. Rất nhiều thứ để chúng ta có thể nói được với nhau. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy mặt cỏ này. Đấy, mình sẽ đưa các bạn đi một vòng để các bạn nhìn thấy nhá. Cái này thì các bạn nhìn cận cảnh một tí. Đấy. Còn lại thì thôi, bây giờ thì mình sẽ zoom cao lên một tí, cả không các bạn nhìn nhiều quá các bạn lại thấy buồn. Đó. Thực sự là rất là buồn luôn các bạn ạ. Không để đâu cho hết buồn. Đấy. Đây. Khu vực sân đây, các bạn có thể nhìn thấy này. Đấy. Đường về khung thành các bạn nhìn thấy sâu hun hút. Đấy. Không biết phải nói cái gì nữa rồi. Mình có thể cảm nhận được sự cố gắng của ban lãnh đạo vào khu vực mà họ có thể thực hiện được. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Cỏ này các bạn này. Không biết là chúng ta sẽ sử dụng từ gì để mô tả những cái phần mặt cỏ này đây. Đây, các bạn có thể nhìn thấy mặt cỏ này.
Đấy. Không biết nói gì nữa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi quanh một vòng nhé, để xem là nó xấu đều hay là đây chỉ là những cái khu vực xấu ít ỏi. Minh Hải muốn các bạn nhìn một bức tranh toàn cảnh, chứ không phải là chúng ta cứ zoom cận vào một chỗ nào đấy để rồi chúng ta lại có một cái nhìn phiến diện. Đấy. Đây, mình nói với các bạn là một trong những cái vấn đề lớn nhất chính là cái đây này. Đấy, mình nói với các bạn về con ốc vít này này. Con ốc vít này mình đã từng nói với các bạn rồi là trong trận gặp Dortmund ấy, nó quên, nó không được bắt vào. Người ta đã quên bắt nó vào cho nên là nó đã bị bung ra. Mặc dù nó rất nhỏ nhưng nó là biểu tượng của sự vô trách nhiệm. Đấy, một sự vô trách nhiệm nhỏ thôi nó có thể lại một hậu quả rất lớn. Đấy. Mình Hải xin phép đưa các bạn đến với những cái hình ảnh để các bạn thấy một cách nó rõ ràng hơn. Đây. Cỏ chỗ này này, các bạn nhìn thấy nó loang lổ. Này, chỗ này thì không thể chấp nhận được. Mình nói luôn là nó rất là khó. Đây, cái chỗ này thì không biết là mình nói một câu hơi độc nhưng mà không biết là nhìn thấy những hình ảnh như này thì không biết là những chú trâu, chú bò chúng có muốn dừng lại để gặm không đây. Đấy. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Mình đưa các bạn đi vòng quanh. Không có mọi người lại bảo là chỉ zoom vào những đoạn xấu nhất. Và đây các bạn nhìn thấy ở bên ngoài này. Chộc lốc luôn, cỏ chết hết rồi. Người ta lại còn bảo là vì do thiếu nắng. Thật sự là chỉ là ngụy biện thôi. Mình nói luôn là không thể chấp nhận được đấy. Chúng ta không trách những cái vấn đề liên quan đến sự thiếu sót, bởi vì có làm thì mới có thiếu sót. Nhưng mà sau khi đã góp ý, sau khi đã đấu tranh mà vẫn để thế này thì thật sự là quá là tệ. Đây. Mình không được vào chứ mình đảm bảo luôn với các bạn. Nếu mà chúng ta mà vào cái khu vực này ấy, thì nó còn kinh hơn. Bởi là khi các cầu thủ đá bóng ấy, thì các bạn biết là cái khu vực tiền vệ, khu vực trung tâm ấy, thì phải nói là nó bị cầy ải cực kỳ kinh khủng. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đây, các bạn nhìn này. Không hiểu là thế này thì là thế nào. Cái này các bạn có nhận ra đây là sân bóng không ạ? Đó, này. Cỏ chết hết thế này, này. Khó lắm nhỉ. Rồi, biết làm nào giờ. Đưa các bạn đi một vòng thôi. Này thì đến khi mà diễn ra trận đấu thì không thể nào mà cải thiện được các bạn ạ. Này các bạn có thể nhìn thấy nó ở trên sân nó có những từng vệt này. Thật sự quá buồn. Mình rất là mong là các cơ quan chức năng sẽ làm rõ được những cái vấn đề liên quan đến nợ thuế của ban quản lý sân khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình, ban quản lý trước ấy, và quy trách nhiệm cho từng người một. Đấy, và cuối cùng là chúng ta phải nhanh nhất để trả lại cho sân Mỹ Đình của chúng ta một cái mặt sân đẹp, trả lại cho các cầu thủ một cái sân khấu đủ chất lượng để trình diễn, và trả lại cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam của chúng ta một cái sự tự tôn. Thời gian vừa rồi thì mọi người kêu ca rất là nhiều về những cái hàng ghế. Phải nói là những hàng ghế ở đây rất là bẩn. Mình nói luôn là đây là một cái sự vô trách nhiệm, và các bạn có thể nhìn thấy là đồ ăn thức uống từ trận đấu trước. Trận đấu trước chính là trận đấu diễn ra vào ngày 27 tháng 12 năm 2022. Bây giờ thì đã là sang năm 2023 rồi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ở phía dưới sàn như này rất là bẩn. Đó. Đây, chúng ta nhìn thấy là màu thời gian đã đành nhưng mà đây là rất là bẩn các bạn ạ. Là cái công cuộc gọi là làm vệ sinh cho cái khu này là rất là xấu. Đây, mình xin phép là sẽ đi đưa các bạn đi ra. Và đây là cái hàng ghế, mình đã chọn một cái hàng ghế nó rất là gần với lô VIP nha các bạn nhé. Rất là gần với lô VIP, tức là những quan chức cao cấp nhất. Đây, các bạn có thể thấy ở đây còn rất là nhiều đồ ăn thức uống mà nó còn để lại từ trận đấu trước này các bạn này. Đấy, nó bẩn thỉu kinh khủng.
Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Này thì ai bỏ ra 6-700 nghìn để vào đây xem thì như này thì hơi phí. Đấy, các bạn có thể thấy đây là lô VIP, chỗ ghế đỏ này là lô VIP này các bạn. Đấy, rất là gần ở đây thôi nhưng mà nó cực kỳ bẩn. Đây, mình cho các bạn xem. Đó, cực kỳ bẩn thỉu. Đây là hình ảnh chúng ta nhìn thấy sân. Đó, rất là bẩn thỉu luôn. Còn về khu vực kỹ thuật thì cũng xin được nhấn mạnh với các bạn là người ta làm rất là kiên cố rồi. Những cái khu kỹ thuật, khu của ban huấn luyện, cái khu cũ thì người ta đã bỏ nó đi rồi. Đấy, bây giờ thì người ta đã bắt kiên cố ở đây. Nói chung là xịn. Ở ngoài thì nhìn rất là đẹp nhưng mà chất lượng mặt sân và hạng những hàng ghế thì hơi bẩn. Này chúng ta nhìn cảm quan, nhìn từ xa thì rất là đẹp. Nhưng mà đến gần thì mới thấy là nó thực sự là rất là bẩn thỉu. Đó. Những hàng ghế đã bị nhuốm màu thời gian đây các bạn. Đây là do để ở ngoài trời cho nên là cái chất lượng của nhựa nó bị bạc màu đi. Cái này thì chỉ cần dùng cái đèn khò, chúng ta khò qua đi là màu nó lại mới ngay. Đấy. Cái này thì là do thời gian và cũng là do người ta đầu tư. Nhưng mà thực sự là những cái bẩn thỉu như này thì không thể nói được điều gì nữa rồi các bạn ạ. Thật sự rất là buồn. Rất là đẹp đúng không các bạn? Các bạn nhìn từ xa thì sân vận động Mỹ Đình của chúng ta cực kỳ đẹp. Đó, trong một buổi chiều nắng nhạt rất là đẹp luôn. Và những hình ảnh ở đây mình nói luôn là cực kỳ đẹp. Các bạn nhìn thấy hàng cây này, xanh đẹp luôn. Đấy, và khu vực này thì cũng được làm vệ sinh rất là kỹ lưỡng. Mình nghĩ là ở đây chúng ta nhìn thấy đều rất là xanh sạch đẹp. Này, không có gì phải nói cả. Nhưng mà một điều đáng buồn là ở đây lại có một cái khu tập kết rác. Đấy, các bạn có thể thấy là chúng ta rất là có ý thức để làm sạch tất cả mọi thứ nhưng mà nó lại không đồng bộ. Minh Hải đã đến sinh rồi và cũng đã đưa các bạn đến sinh rồi. Các bạn thấy họ không có nhiều cây xanh đâu. Khuôn viên của họ rất là hẹp. Nhưng thực tế ra là nó rất là đẹp. Hẹp nhưng mà rất đẹp. Đó là đặc cấp. Đấy, bây giờ thì Minh Hải xin phép là đưa các bạn đi vòng qua đây nhé để các bạn xem. Nói chung là cái gì hay thì chúng ta nói là hay. Cái gì dở chúng ta nói là dở. Đấy, khu bên này thì nhiều cây xanh, hoa, đẹp. Đấy, bên này cũng thế, chúng ta nhìn thấy rất là đẹp luôn. Nhưng mà rất là tiếc. Mình biết là ban quản lý sân Mỹ Đình cũng đang rất là cố gắng đấy. Nhưng mà thật sự là có những cái khó khăn. Đấy, các bạn nhìn thấy nó đẹp thế này các bạn. Tiếc nha. Giá mà cái mặt sân nó mà cũng đẹp tương xứng được như thế này thì tốt. Giá mà không có cái thùng rác thì hay biết mấy. Bạn muốn mang thực phẩm tươi ngon bổ dưỡng tới người thân bạn bè? Bạn muốn tìm nguồn thực phẩm tin cậy? Bạn muốn làm chủ một siêu thị thực phẩm mà không cần bỏ vốn, không thuê mặt bằng, không lo hàng tồn, không mệt mỏi đóng hàng, không đau đầu tìm shipper? Đây chính là cơ hội dành cho bạn. Ứng dụng cộng tác viên Babi sẽ cung cấp đầy đủ các tính năng tiện ích giúp bạn dễ dàng chia sẻ cơ hội sử dụng thực phẩm tươi ngon, bổ dưỡng của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và các nhà cung cấp uy tín. Bạn chỉ cần quét mã QR tại đây, cung cấp các thông tin để đăng ký trở thành cộng tác viên của Babi. Để đăng nhập, bạn thực hiện các thao tác sau. Bước 1, vào mục cá nhân và điền số điện thoại. Bước 2, nhập mã OTP. Bước 3, bỏ qua phần mã giới thiệu ở lần đăng nhập đầu tiên để tiếp tục. Phần quan trọng nhất đối với cộng tác viên là mã giới thiệu. Đây là mã chia sẻ đến khách hàng để ghi nhận vào danh sách giới thiệu. Bạn có thể dễ dàng quản lý công việc chỉ trên một ứng dụng duy nhất với Babi. Chỉ cộng tác viên có thể theo dõi hoa hồng trên từng sản phẩm. Chỉ cộng tác viên có thể theo dõi danh sách giới thiệu. Chỉ cộng tác viên có thể theo dõi lịch sử giao dịch. Chỉ cộng tác viên có thể theo dõi điểm thưởng thứ hạng. Trở thành cộng tác viên Babi, bạn sẽ được miễn phí tham gia chương trình trải nghiệm, thấu hiểu sản phẩm, tự tin chia sẻ, gồm các hoạt động ý nghĩa như tham quan nhà máy chế biến theo quy trình công nghệ thịt mát tiêu chuẩn, hội thảo chia sẻ thực phẩm an toàn hướng tới sức khỏe và dùng thử các sản phẩm của Babi. Bạn
hoàn toàn có thể sử dụng mạng xã hội một cách thông minh để tạo ra nguồn thu nhập mới. Hãy cùng Papi chia sẻ sự tử tế tới cộng đồng bằng nguồn thực phẩm tiện lợi cho người tiêu dùng và thân thiện cho sức khỏe. Papi, thực phẩm từ tâm.